Cùng với hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, rau an toàn là cây trồng mang lại thu nhập khá cao cho người nông dân ngoại thành và vùng ven, phù hợp với nền nông nghiệp đô thị, được thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích sản xuất. Thành phố hiện có hơn 3.000 hectare canh tác rau với tổng sản lượng đạt gần 265.000 tấn trên năm, với hơn 329 tổ chức, cá nhân, hợp tác xã và hàng chục tổ hợp tác liên tổ sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cùng với Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn được xem là huyện đi đầu trong phong trào này, với sự ra đời của hợp tác xã nông nghiệp Ngã Ba Dòng, không chỉ tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân, đồng thời còn góp phần gia tăng năng suất cũng như sản lượng rau sạch cung cấp ra thị trường mỗi năm. Đầu năm 2010 thì hợp tác xã hoạt động chỉ trên lần một ngày khoảng 1 tấn rưỡi. Thì cái đà đó cho đi đến ngày nay thì hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ khoảng 5 tấn rưỡi đến 6 tấn trên một ngày. Hợp tác xã Ngã Ba Dòng được thành lập năm 2004. Đến nay, hợp tác xã đã tập hợp được 30 xã viên với hơn 20 hectare diện tích trồng rau an toàn. Hiện hợp tác xã đang cung cấp rau cho hệ thống siêu thị Copmas, Maximas, nhà phân phối Metro và các suất ăn công nghiệp ở các khu chế xuất. Thu nhập bình quân của các xã viên cũng được thay đổi từ 3 triệu đến 6 triệu đồng một tháng, tùy thuộc vào diện tích trồng rau của các hộ. Anh Trần Ngọc Yên, chủ nhiệm hợp tác xã chia sẻ rằng, bình quân một ngày, hợp tác xã thu vào khoảng 9 tấn các loại rau quả, trong đó 3 tấn cung cấp cho hệ thống các siêu thị, trường học. Với các loại rau quả an toàn, sạch và trồng theo đúng quy trình tiêu chuẩn Việt Gáp, hiện nay hợp tác xã có nhiều loại rau quả rất đa dạng như các loại rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn hoa như rau dền, muống, mồng tơi, cải ngọt, bí đao, dưa leo, mướp hương, bầu, bước đầu xây dựng được thương hiệu rau sạch của hợp tác xã. Trung tâm khuyến nông đã tổ chức xây dựng cái mô hình triển khai giao cái quy trình Việt Gáp, cụ thể là hướng dẫn cho bà con là ghi chép, rồi là tạo ra cái sản phẩm chất lượng được là cơ quan là có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho Việt Gáp cho bà con. Đặc biệt là cái thu nhập sản xuất của rau Việt Gáp được nâng lên, từ đó tiêu thụ sản phẩm cũng được thuận lợi, chính vì đó mà giúp cho bà con nông dân được ngày càng phát triển nhiều hơn. Trong số các xã viên hợp tác xã, vườn rau sạch đạt chuẩn Việt Gáp của chị Đoàn Thị Ngân, xã Xuân Thượng được đầu tư khá quy mô. Với diện tích hơn 2.700 m², chủ yếu luôn canh các loại rau ăn lá, vườn rau của chị Ngân được đầu tư hệ thống tưới phun tự động, vừa tiết kiệm được nhân công, vừa tiết kiệm nước tưới, giúp gia đình chị giảm đáng kể chi phí đầu tư từ 10 đến 15,7% trên 1 hectare. So với trước kia mình chưa dùng theo cái quy trình Việt Gáp thì là mình làm theo tự do. Còn 3 năm về đây thì mình làm theo quy trình Việt Gáp thì mình cảm thấy nó cái thứ nhất là cái lợi nhuận của mình là nó ổn định. Thứ hai nữa là chất lượng an toàn và cái bảo vệ được cái môi trường và sức khỏe cho gia đình của mình. Với xu hướng đó, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Xuân Thượng mạnh dạn đầu tư chuyển sang canh tác rau an toàn với sự hỗ trợ về vốn và kỹ thuật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm khuyến nông huyện và hợp tác xã. Đa số bà con cho rằng đây là hướng đi đúng đắn, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, còn tăng thu nhập lên từ 15 đến 20% so với cách trồng rau truyền thống trước kia. Trước khi không tham gia vào trong chương trình theo Việt Gáp, thì tôi sản xuất ra thị trường bán thì giá cả nó bấp bênh, không được đồng đều. Nhưng sau khi tôi tham gia Việt Gáp thì được của hợp tác xã đã thu mua, thì tôi cảm thấy là giá cả nó ổn mà làm sản xuất nó đều, thì thu nhập nó hiệu quả với gia đình tôi. Việc nhân rộng các vùng sản xuất rau củ quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp có thể coi là cơ hội cho nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa trong tiến trình hội nhập. Như thế đồng nghĩa với việc sản phẩm nông nghiệp không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ dần bị đào thải để thay thế vào đó những sản phẩm an toàn, thúc đẩy kết nối giữa sản xuất với thị trường, từ đó mang lại lợi ích, thu nhập cao hơn cho người sản xuất. Từng bước xây dựng thương hiệu cho rau quả an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.